Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Tiếp tục trong clip ngày hôm nay thì em đang test cặp loa DB Sublet, dòng loa Bassnel Chacnel Bass 30. Đấy, dòng này thì Minh Vũ đã giới thiệu toàn thể các bác vào những clip trước. Loa thì rất là đẹp nha các bác nhé, từ hình thức bên ngoài cho đến nội thất bên trong, tất cả zin nguyên bản. Hay lắm các bạn, loa cực kỳ là hay. Con này thì được cả tiếng nhạc lẫn tiếng mic. Đấy, tiếng dòng bát neo nhưng mà cái tiếng bát nó đánh rất là sâu và mềm. Thử tiếng mic còn hay rất là nhiều các bạn. Chỉ đi 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7. Các bạn nghe cái tiếng mic hay không? Dòng này thì hát karaoke thì thực sự là đẳng cấp luôn. Tiếng cực kỳ là hay. Em còn 2 đôi nữa nhá. Còn 2 đôi nữa, rất là đẹp. Cặp này thì Minh Vũ đang test cho một bác khách ở Hạ Long, Quảng Ninh nhé. Mà đẹp chưa? Các bác cứ loa xịn mà chơi, hay lắm. Dòng này tính ra còn rẻ hơn cả JB mà chất thì hay hơn nhiều. Đó, một có đôi JB như con 6012 hoặc như con... còn gì nhỉ, mà giá toàn 20 mấy triệu, 20 mấy 30 triệu hàng bãi, hàng mới thì nó bán 30 mấy 40 triệu. Con này thì mức giá Minh Vũ đang bán là chỉ có 14 triệu đồng các bác nhé, 14 triệu một đôi, và tình trạng đẹp zin. Anh em có nhu cầu liên hệ cho Minh Vũ nhá. Rồi, xin chào tất cả các bác nhé.